Bắc Hà xù trắng cặp bông lau ngày hôm nay. À, muốn ra chơi tí nữa rồi cho ra sau. Bông lau đấy, còn cái hôm nay nó to gần như con đực rồi. Thấy lạ, thấy người lạ. Câu câu gọi là vệ sinh nhẹ người. Vẫn chưa đánh dấu xong. Cái để xong một lứa rồi nó dày người, nó dày người. Được thế thôi, nhưng mà con chó ta nó 20 mấy cân, nó to lắm, nhìn nó to lắm. Không à, còn cái thì thay lông chưa mọc lại hết. Thôi ông ơi, ông không cần phải đánh dấu cái gốc đinh lăng của tôi đâu. Gọi toàn gọi cho nó lại đằng kia. Rồi, chơi đằng đấy thôi. Vẫn chưa xong. Đây con cái thì bây giờ nó mới có khoảng được khoảng tầm 1 năm rưỡi thôi, nhưng bắt đầu nó nở ngang rồi. Nhìn con chó, nhìn nó bắt đầu là người nó đẫy đà con chó. Thay lông nhưng mà chưa xong, chưa mọc lại hết. Đực thì cũng đang cái giai đoạn mọc lại lông, chưa mọc đủ. Được hôm nay thì bắt đầu bám cái rồi. Chưa chứ không được không. Đấy. Cặp này là nó thuận lợi thì cái cặp này là 2 tháng nữa sẽ có đàn cho con. Con cái thì rất là to con, nó giống con giống cái phả gen nhà nó, con Queen với con King. Được là hôm nay là cuốn cái lắm rồi. Hôm nay có khách đến trại chơi, thành ra là được hôm nay là rất quấn cái. Liệu hôm nay liệu có làm ăn gì không?
cái nhìn đấy cái đuôi của chúng nó, khi cho nó di chuyển cái là đuôi nó vắt lên trên lưng ngay. Ông Đực ông vẫn chưa xong cái khâu thủ tục của ông ấy, lâu quá. Cái rất xinh. Nhìn mặt bọn Bắc Hà này nó có phần nào nó hơi giống giống nhăng nhác bọn Labrador chó Tây. Bắt đầu là vũ điệu tìm hiểu. Như thật. Khi mà đến chuẩn bị đến ngày ấy, thì con cái nó bắt đầu nó có mùi thì con đực nó sẽ bắt đầu nó bám. Bình thường là nó không bám, cho nó không bám đâu, không quấn đâu. Nhiều người thì nuôi cho ta thì không biết là thả giống vào ngày nào thì cứ khoảng tầm con cái nó cứ khoảng tầm đến cái chu kỳ của nó có cái kỳ kinh. Thì khi mà nó nhỏ máu đến khoảng ngày thứ 10 là bắt đầu có thể cho gặp con đực được rồi. Còn tùy con, sẽ có con là nó gần đực sớm, có con gần đực muộn. Hôm nay là đực rất là bám cái. Rất đẹp, một cái giống chó rất đẹp của Việt Nam. Có thể nói là một cái giống chó, mình theo như mình thì đây là cái giống chó đẹp nhất ở trong các cái giống chó ta của Việt Nam. Ở sạch, nó có đủ mọi cái lợi thế của một cái giống chó để nuôi gia đình. Là cái giống chó này nó ở rất là sạch, chó nó đẹp và nó nhìn chung là nó khôn hơn, nó khôn hơn là cái con chó ta, cái con chó nhỏ, con chó ré. Vì trước đây mình có nuôi con chó ré, nuôi hai con chó ré ở là cái giống chó nó chỉ cỡ khi nó trưởng thành nó 11 đến 13 cân ấy, là cái giống chó ta ngày xưa ấy. Thì rồi sau đấy thì bắt đầu là nuôi những cái giống chó lai. Khi mà cái giống béc dê nó bắt đầu nó vào Việt Nam thì bắt đầu người ta cho nó lai giống. Thì có những cái con chó lai nhưng nó đều không khôn bằng bọn này khôn hơn. Bọn Bắc Hà này nếu mà tính ra của chúng nó là nó khôn chó hơn, kể cả nó khôn hơn cả bọn chó lai luôn. Nó khôn hơn con chó ré. Và nó to con hơn nhưng mà nó lại nhanh hơn là con chó ré, con gọi người ở miền Bắc thì gọi là con chó bọ ấy. Hay là con chó ré, hay là con chó ta. Là cái giống chó mà nó chỉ 11 đến 13 cân khi nó trưởng thành. Còn như bọn này thì nó 20 mấy cân. Con chó cái này như con này bây giờ nó nhấc lên cân kiểu gì nó phải được khoảng tầm 22, 23 cân. Vì người nó rất là dày. Đấy, rất đẹp. Ông Đực ông vẫn chưa xong thủ tục. Được từ hôm nay bám cái lắm rồi. Xem cái nó có chịu chưa. Cái có vẻ chưa chịu. Đấy. Được rất là bám. Nhưng mà cái chưa cho. Nhưng mà cái con đực cái bình thường mà cái con chó ta nó rất là khéo. Kệ chúng nó. Khi nào con cái nó chịu thì lúc đấy là nó sẽ ghép đôi. Ra chỗ chủ. Năn ra để bảo chủ bảo con đực à. Bảo con đực đừng làm phiền em nữa đúng không? Rất đẹp đúng không? Giống chó rất đẹp. Cho ta thì nó dễ nuôi, nó ở sạch, ăn uống thì ăn gì cũng được.
cơm thừa canh cạn đấy, đúng như gọi là cái câu chuyện gọi là lục xúc tranh công ấy. Là đến khi con chó nó nói là chỉ có cơm thừa canh cặn mới đến phần chó. Nuôi trâu còn tốn người chăn dắt, trên nuôi chó thì chủ chẳng phải lo gì đấy. Con chó ta là nuôi nó dễ nuôi. À đấy, vườn hôm nay thì là cỏ mọc coi như là 3/4 vườn rồi, còn lại một phần này là cái chỗ đang để rác để cho nó khô. Ông Đực này ông ấy gạ đoàn ghê, gạ đoàn con cái nhưng cái chưa đến ngày chịu rồi, chắc là phải 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa khi nào con cái nó chịu thì lúc đấy thì nó sẽ ra chủ động là nó quấn con Đực. Đực rất gại đòn. Ok, hôm nay cho chơi thế thôi nha. Mai lại ra tiếp. Hôm nay vừa mới mưa xong nền vườn nó đang hơi ẩm. Cho chơi là có chủ ở đây kiểm soát chúng nó, chứ còn nếu không là chúng nó đào bới, đất cát nó ẩm nó đào bới không ấy được. Này sủa này, thấy người lạ là sẽ sủa này. Con này nó chưa gọi là trông lãnh thổ, nó bản năng nhé, người lạ người quen và nó không dễ quen. Tên là người đến có thể đến liên tục đi nhưng mà nó không dễ quen đâu. Này, được rất gạ đòn. Ra vườn này, ra đây chơi tí này anh chủ tịch. Hôm nay có anh khách đến chơi nhà. Mình chơi bài lừa lừa nhưng mà còn lâu, không thể lừa được con cái được. Cái chưa cho thì được cứ cố bằng rồi. Giống chó rất đẹp đúng không? Anh Hưng ơi, anh Hưng, ra đây thẩm mấy con Bắc Hà xem thế nào. Đang thì che tạm mà thành ra là đi có phải cúi đầu. Anh thấy giống này cho ta này được đúng không? Đẹp không? So với cho ta. Mùi ở bên cạnh. Chứ ở đây làm gì có cái gì để có mùi. Nhìn bọn này nó độ như hai con này chắc khoảng tầm 23-24 cân thôi mà nhìn nó to chó nhỉ. Nhìn con chó ta nhìn nó to chó.